rồi thể hiện ta đây là giang hồ, phụ hồ, giang lắng các kiểu đâu. Không phải đâu anh em ạ. Bây giờ ấy, xã hội nó chỉ sợ những ai mà có tiền thôi. Nó có sợ những ai mà có nhiều tiền thôi. Chứ nó không sợ những cái người mà lên trên mạng xong rồi là dạng như kiểu thể hiện đâu. Không sợ đâu. Lanh quanh trẻ con nó đập phát chết luôn đấy. Anh Hiếu ơi, anh thấy sao? Anh chả thấy sao cả. Cái việc đấy thì anh cũng chả thấy sao cả. Tự xã hội người ta nhìn nhận thôi. Anh không tham gia bất kể chuyện gì nữa. Bây giờ đến cái tầm tuổi này rồi thì anh cũng không muốn tham gia bất kể một cái chuyện gì mà nó không đáng em ạ. Nó không đáng. Bởi vì nó chả hại ai cả. Nó chưa hại đến ai cả. Nó cũng chả ảnh hưởng gì đến mình cả. Và gia đình mình không cho phép nhé. Từ những cái người mà trong cuộc không cho phép. Nên là mình cũng không có làm gì cả. Tự xã hội người ta nhìn nhận thôi anh em ạ. Đâu cái xe này là xe 2 tầng của những người anh em bên này làm hướng dẫn cho cả đội mình đi chơi. Tại vì là mình không biết tiếng. Sang thì là mình phải đi theo tập thể. Anh em hướng dẫn cho từng bước một cũng như là từng điểm một. Lời nào ăn chơi, lâu là lời nào là xem show hay mấy cả bẹp bẹp sướng ABC, ZX, Z đấy anh em. Đấy thì là phải đi theo như thế mới hay. Đi trốn à? Ừ, mình đi trốn bạn ạ. Mình đi trốn. Đây, mình đang ở Thái đây, mình đang đi trốn đấy bạn ơi. Đúng anh em. Xã hội bây giờ cứ làm sao mà tập trung vào kiếm thật nhiều tiền vào để lo cho bố mẹ với cả gia đình bản thân mình, nó không thua kém ai ở cái xã hội cái này chứ. Còn bây giờ mà cứ đi đôi co ba chuyện vặt vãnh, nó rẻ người ra anh em ạ. Sướng lắm anh em ạ. Ui bên này thôi, ngà nghĩa các thứ. Đây em mình đây, nó làm phát lăm chầy đây. Đấy, nhìn mặt nó chưa? Anh em thấy không? Tên là Lộc nhá, Lộc Ba Súy. Đấy. Hello cho anh em. Đấy. Lộc Ba Súy nhá. Tính theo anh Hiếu thì anh Hiếu làm 10 chày nên là mình kéo được 5 chày. Anh em thấy không? Em nó máu lắm, anh em nó chỉ cứ ngà thôi anh ơi. Russia, cậu sang bên cái phố đi bộ mà phố đèn đỏ ấy, cậu cứ gặp ai cũng Russia. Kiểu cậu bắt kiểu đúng tần kiểu người Nga để cậu ấy bẹp bẹp ấy anh em. Cậu máu thật.